do đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng. Đồng chí Đại tướng Phùng Quốc Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chuẩn bị sau đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đoàn của Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị. Nhắc lại đoàn sau đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai,
sau đoàn của Bộ Tổng Tham mưu là đoàn của Bộ Công an Trung ương. Ban tổ chức xin trân trọng hỏng ơn. Ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn của tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị.
Xin trân trọng kính